Chào mừng các bạn khán giả thân yêu đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công để cùng nhau chia sẻ những bài học kinh nghiệm về kinh doanh và cuộc sống. 30 triệu, một số tiền không nhỏ nhưng cũng chẳng đủ lớn, thậm chí là quá ít ỏi khi nghĩ tới việc khởi nghiệp. Nếu ai đó nói với bạn rằng họ sẽ bắt đầu xây dựng một sự nghiệp riêng chỉ với vỏn vẹn 30 triệu đồng, liệu bạn có tin hay không? Thậm chí khi bạn có số tiền đó trong tay thì bạn có dám bắt đầu khởi nghiệp không? Hay bạn sẽ lắc đầu và coi đó là một ý tưởng bất khả thi? Tuy nhiên, bạn thân mến, có những người còn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng hoặc với số tiền còn ít ỏi hơn rất nhiều, nhưng họ vẫn thành công đấy. Chắc chắn những người đó có những bí kíp thần thánh nào đó mà không phải ai cũng biết. Bạn có muốn biết đó là gì hay không? Bạn có đang thắc mắc khởi nghiệp như thế nào để thành công với số vốn vô cùng ít ỏi? Bạn cũng chưa biết chọn kinh doanh mặt hàng gì đem lại thu nhập cao đúng không nào? Vậy thì ngày hôm nay, Bí Quyết Thành Công sẽ chia sẻ với bạn bốn ý tưởng kinh doanh siêu lợi nhuận mà ít ai biết cũng như ít ai dám thực hiện. Chắc hẳn sau khi xem xong video này, bạn sẽ tự tin hơn để bắt tay vào gây dựng một cơ nghiệp riêng cho mình đấy. Cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Một, kinh doanh phụ kiện trang sức. Ngoài những món đồ trang sức bằng vàng, bạc, v.v. đắt tiền và truyền thống, thì các bạn trẻ còn ưa chuộng các loại phụ kiện trang sức giá rẻ với chất liệu như mỹ ký, hợp kim, xi mạ, v.v. và trang sức handmade. Để xác định được nhóm hàng kinh doanh bạn cần dựa vào số vốn mình có, cũng như đối tượng khách hàng mà mình muốn hướng đến, dòng trang sức giá rẻ chủ yếu bán cho giới trẻ thích sự thay đổi. Để cạnh tranh trên thị trường thì dựa vào ba yếu tố như giá thành, mẫu mã đa dạng, hợp xu hướng, có uy tín. Người kinh doanh hay người mua vẫn rất chuộng dòng trang sức mỹ ký có xuất xứ từ Trung Quốc, dù chất lượng có thể không đảm bảo, nhưng xét trên phương diện kinh doanh thì đây được xem là nơi nhập hàng có giá tốt, mẫu mã phong phú. Nhưng nếu bạn xác định bán dòng hàng cao cấp, nếu không thể tự gia công thì bạn nên chọn cách nhập hàng từ các công ty đầu mối chuyên phân phối hàng trang sức nhập khẩu như Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp v.v. Khi nhập hàng qua kênh này, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như mẫu mã. Nắm bắt được xu hướng thời trang, bạn có thể mở cửa hàng kinh doanh trang sức. Quan trọng là bạn phải có khiếu thẩm mỹ, nhạy bén với xu thế. Nếu bạn có những tố chất này thì kinh doanh trang sức, phụ kiện là ý hay cho câu hỏi kinh doanh gì khi trong tay có 30 triệu đồng của bạn. 2. Kinh doanh phụ kiện điện thoại. Hiện nay mọi người đều dễ dàng sở hữu cho mình một chiếc điện thoại di động với nhiều kiểu dáng thương hiệu khác nhau. Bên cạnh đó thì giới trẻ còn có nhu cầu với các vật dụng đi kèm để trang trí cho điện thoại mình như ốp lưng, kính cường lực, giá để điện thoại, giấy móc trang trí, các loại đề can, vỏ bọc hay túi đựng điện thoại dành cho nữ, gậy chụp hình v.v. Kinh doanh gì với 30 triệu? Thì câu trả lời đó chính là kinh doanh phụ kiện điện thoại. Ngoài các phụ kiện điện thoại, bạn có thể kinh doanh thêm các tiện ích cho điện thoại di động như các tin nhắn SMS vui, hình ảnh nhạc chuông, các tiện ích thuộc loại hàng độc v.v. Nhưng để đạt hiệu quả thì bạn nên chọn mở cửa hàng ở gần các trường học, đông dân cư, kèm theo đó là thực hiện các hình thức quảng bá không tốn chi phí hoặc chi phí thấp như giới thiệu trên các diễn đàn của giới trẻ, truyền miệng, tờ rơi, quảng cáo Facebook v.v. để nhiều người biết đến bạn hơn. Nhưng trong đó, quảng cáo Facebook sẽ giúp bạn tiếp cận khách hàng nhanh chóng và mở rộng thị trường hơn. Mặt hàng này thì bạn bỏ chi phí nhập hàng thấp nhưng cần biết cách chọn lựa mẫu và phụ kiện độc đáo, mới lạ của các dòng điện thoại phổ biến. Một điều quan trọng nữa là bạn phải chịu khó săn lùng nguồn hàng rẻ. Bạn có thể tham khảo tìm kiếm nguồn hàng tại các trang website, các chợ chuyên bỏ xỉ linh kiện điện tử v.v. 3. Kinh doanh mỹ phẩm. Trước khi bắt đầu kinh doanh, bạn nên xác định mỹ phẩm bạn kinh doanh là bán cho đối tượng nào, là sinh viên, dân văn phòng hay là người có thu nhập cao, lứa tuổi từ bao nhiêu, đối tượng đó sẽ sử dụng gì, trị thâm, nám hay trị mụn trắng da. Từ đó bạn sẽ nhập sản phẩm phù hợp với giá cả và công dụng. Nhưng cho dù bạn bán dòng mỹ phẩm nào thì bạn cũng cần am hiểu về dòng sản phẩm mình bán để có thể tư vấn khách hàng. Để khi khách hàng hỏi sản phẩm này tốt không bạn, thì ngoài việc trả lời tốt, bạn cần mô tả chi tiết nó tốt như thế nào để tăng tính thuyết phục hơn. Đặc biệt, khi kinh doanh mỹ phẩm, bài viết quảng cáo hấp dẫn, hình ảnh trung thực bắt mắt sẽ giúp bạn có nhiều khách hàng hơn. Kinh doanh online không tốn tiền thuê mặt bằng nên số vốn ban đầu không cần quá nhiều. Nếu chưa có vốn lấy hàng, bạn có thể kinh doanh theo hình thức order. Khách hàng đặt thì bạn mới lấy hàng về và giao cho họ. Như vậy bạn sẽ không phải quanh quẩn trong nỗi lo bị tổn hàng nữa đâu. Bên cạnh đó, để tăng thêm thu nhập, bạn nên bán đa dạng sản phẩm. Ví dụ như bạn đang bán kem trị mụn thì có thể tư vấn khách lấy thêm kem trị thâm. Việc bán theo dạng này phụ thuộc vào khả năng tư vấn của bạn khá nhiều. Một gợi ý nhỏ cho bạn là việc bạn bán mỹ phẩm trên fanpage sẽ đạt rất hiệu quả. Và vì ở Việt Nam hiện có hơn 30 triệu người đang thường xuyên sử dụng Facebook. Và Việt Nam cũng đang là một thị trường được đánh giá cực kỳ tiềm năng trong lĩnh vực làm đẹp những năm tiếp theo đây.
Vì thế cơ hội cho bạn vẫn còn rất lớn. Thế nên hãy thử bắt tay vào bán mỹ phẩm trực tuyến xem sao nhé. Tuy nhiên, lĩnh vực mỹ phẩm hiện nay tồn tại rất nhiều hàng giả, hàng nhái, các thương hiệu nổi tiếng. Chính vì thế bạn cần phải lựa chọn nơi nhập hàng uy tín và đảm bảo chất lượng. Nếu có thể thì hãy nhập từ chính hãng của thương hiệu đó về bán. Việc bán hàng chất lượng cùng nguồn gốc xuất xứ rõ ràng sẽ củng cố niềm tin ở khách hàng và giúp công việc kinh doanh của bạn bền vững lâu dài. 4. Kinh doanh bếp online. Nếu bạn có tài nấu nướng thì bạn nên đầu tư làm bếp ăn online, làm bánh và đồ ăn homemade theo yêu cầu hoặc theo thực đơn các món ăn sở trường của chính bạn, được nhiều người ủng hộ và muốn ăn lâu dài. Số tiền ban đầu để bạn mua nguyên liệu, đồ nấu ăn, các loại gia vị phong phú và sẵn sàng chế biến các món ăn ngon ngay tại bếp ăn của gia đình. Những món ăn ngon tự làm, đảm bảo vệ sinh, món ăn lạ hấp dẫn hoặc các món bánh nhìn ngon mắt chắc chắn sẽ thu hút nhiều người đến với bạn. Để nhiều người biết đến bạn hơn, bạn hãy tận dụng mạng xã hội để quảng cáo nhé. Sức lan tỏa của mạng xã hội rất mạnh mẽ trong thời kỳ 4.0 hiện nay. Chính vì thế, chỉ cần đồ ăn bạn làm ngon, sạch sẽ và bắt mắt thì chắc chắn bạn sẽ vô cùng đắt khách đấy. Được tự do làm chủ một hoạt động kinh doanh nào đó là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Chính vì vậy, khởi nghiệp đang là sự lựa chọn hàng đầu được giới trẻ quan tâm và thực hiện bởi khao khát được chủ động làm những gì bản thân yêu thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ngay lập tức thuận lợi khi lựa chọn đi trên con đường này. Vạn sự khởi đầu nan, công việc kinh doanh lúc mới bắt đầu có thể sẽ gặp vô vàn khó khăn, nhưng nếu biết cách thì có thể vượt qua chúng một cách dễ dàng đấy các bạn ạ. Vậy rốt cuộc làm thế nào để kinh doanh thành công? Làm thế nào để đương đầu với tất cả những trắc trở một cách nhẹ nhàng? Đừng vội lo lắng, những kinh nghiệm kinh doanh cho người mới bắt đầu mà bí quyết thành công bật mí ngay bây giờ hẳn sẽ vô cùng hữu ích với bạn đấy. 1. Chọn đúng lĩnh vực sở trường. Nếu bạn chọn sai lĩnh vực kinh doanh, bạn sẽ thất bại và không thể cạnh tranh nổi với các thương hiệu đã có sẵn tên tuổi trên thị trường. Hãy bắt đầu bằng kinh nghiệm kinh doanh và sở trường của bạn để đầu tư tiền bạc và công sức vào kinh doanh. Khi đó, cùng với sở trường và việc phân tích, đánh giá tình hình thị trường, bạn có thể đưa ra phương án kinh doanh tốt nhất cho mình. Trong giai đoạn này, bạn cần đưa ra những quyết định quan trọng như kinh doanh độc lập hay tìm kiếm cộng sự để hợp tác kinh doanh, gia định mô hình kinh doanh, sản phẩm kinh doanh, thị trường phân phối sản phẩm, v.v. Việc bạn chọn đúng lĩnh vực sở trường của bản thân sẽ tạo ra sự hứng khởi, thích thú với công việc kinh doanh. Khi chọn lĩnh vực phù hợp với sở trường, bạn sẽ có sự ham muốn tìm hiểu lĩnh vực đó đến cùng và dành mọi tâm huyết cho công việc kinh doanh. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh đúng với sở trường đồng nghĩa với việc bạn hiểu rõ về tình hình thị trường của lĩnh vực đó. Như vậy mà bạn sẽ đưa ra được những phân tích, đánh giá tình hình thị trường thật chính xác, xác định đúng phân khúc khách hàng mình hướng đến và từ đó sẽ đưa ra được kế hoạch kinh doanh hiệu quả nhất. 2. Phát triển nguồn vốn kinh doanh. Với số vốn kinh doanh ban đầu, bạn phải tính toán làm sao để tình hình tài chính doanh nghiệp luôn luôn ở mức an toàn, tức là thấp nhất ở mức hòa vốn. Khi công việc kinh doanh ổn định rồi thì bạn nên nghĩ đến các phương án tái đầu tư hay mở rộng thị trường để sinh lời cho nguồn vốn của công ty. Có nhiều cách để tăng trưởng và mở rộng nguồn vốn hiện có của công ty như đầu tư gia tăng giá trị cho sản phẩm, dịch vụ hiện tại, đầu tư cho sản phẩm mới, mở rộng thị trường, đầu tư cổ phần với các hoạt động thuộc ngành nghề, lĩnh vực liên kết. Trong quá trình huy động và phát triển nguồn vốn cho doanh nghiệp, bạn cần phải học hỏi kinh nghiệm kinh doanh và lường trước những rủi ro có thể gặp phải cũng như phương án giải quyết. 3. Bắt đầu chậm mà chắc. Rất nhiều người khi bắt tay vào kinh doanh với hy vọng nhanh chóng thu hồi được vốn hay nghĩ tới những khoản doanh thu khổng lồ từ việc kinh doanh. Điều này có thể xảy ra nhưng sẽ là cả một quá trình, chứ nó không đơn giản là một sớm một chiều được. Công việc kinh doanh thu hồi vốn và lãi nhanh chóng thường có khả năng thất bại rất sớm do chủ doanh nghiệp có tâm lý nóng vội, dùng mọi tiểu xảo để mang về lợi nhuận cao mà không nghĩ đến phương hướng phát triển lâu dài. Nhưng sự thực thì việc chăm sóc và phát triển một doanh nghiệp cũng giống như việc nuôi dưỡng một cái cây. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khó khăn và gian khổ nhất khi bạn phải chăm sóc, theo sát để cái cây thích nghi được với môi trường đất và không khí. Tương tự như vậy, để một doanh nghiệp lớn mạnh và trưởng thành thì chủ doanh nghiệp cần vun đắp, cải thiện dần dần từng bước một và trau dồi kinh nghiệm kinh doanh. Để thành công thì không thể nóng vội được. Nên làm chậm nhưng chắc, đừng tham vọng và hoành tráng ngay từ đầu, vừa làm vừa tích vốn thay vì đầu tư lớn ngay khi khởi nghiệp kinh doanh nhỏ, vì như thế sẽ quá nhiều rủi ro đấy các bạn ạ. 4. Hãy bắt đầu với sự sáng tạo. Khi bước chân vào thế giới kinh doanh, nếu có thể hãy bắt đầu bằng một ý tưởng độc đáo của riêng bạn. Tốt nhất là với những sản phẩm mới chưa có trên thị trường. Nhiều bạn thắc mắc cho rằng làm như vậy quá rủi ro khi mà bạn phải bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Trong khi đó, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu với một sản phẩm đã có trên thị trường. Nhưng sự thật thì kinh doanh là trò chơi của sự sáng tạo và ai là người sáng tạo giỏi, người đó sẽ chiến thắng.
Vậy làm sao để sáng tạo trong kinh doanh? Đơn giản thôi, bạn hãy quan sát thị trường, đánh giá nhu cầu của thị trường, xã hội. Bởi một sản phẩm tốt là sản phẩm giúp giải quyết tốt nhất những nhu cầu của xã hội. Từ việc quan sát và đánh giá thị trường đó, biết đâu bạn sẽ tìm ra ý tưởng cho sản phẩm của mình đấy. Luôn giữ vững niềm tin và động lực. Bước chân vào thế giới kinh doanh là bạn phải xác định sẽ có nhiều thách thức, khó khăn và cả thất bại. Vì vậy, bạn cần phải học hỏi kinh nghiệm kinh doanh từ những người cùng lĩnh vực. Họ sẽ đưa cho bạn những lời khuyên bổ ích. Những thứ đó chỉ là một phần của kinh doanh. Bạn và doanh nghiệp của mình sẽ có những thành tích, thành công, sự yêu mến, tin tưởng của khách hàng. Vì vậy, khi đã quyết tâm kinh doanh thì hãy giữ vững quyết tâm và động lực để tiếp tục. Khiêm tốn, bình tĩnh và bản lĩnh khi đối diện với khó khăn và cạnh tranh, luôn giữ động lực và khát vọng làm việc. Việc kinh doanh ban đầu chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khó khăn, thử thách, khiến bất cứ ai cũng có thể nản lòng, gục ngã và bỏ cuộc. Tuy nhiên, bạn thân mến, điều tiên quyết để trở nên thành công chính là không gục ngã trước thất bại. Mọi quyết tâm, nỗ lực đều sẽ đem lại những thành quả xứng đáng nếu bạn cố gắng đến cùng để đạt tới những mục tiêu lớn mà bản thân đặt ra. Hy vọng với tất cả những gì mà Bí Quyết Thành Công chia sẻ ở trên đây sẽ tiếp thêm cho bạn động lực để tiếp tục kiên trì về công việc kinh doanh của bản thân. Và bạn suy nghĩ như thế nào về 4 ý tưởng mà Bí Quyết Thành Công đã gợi ý ở phía trên? Bạn có thấy chúng khả thi hay không? Hay bạn còn có những ý tưởng kinh doanh độc đáo nào khác? Hãy comment ở phần bình luận bên dưới để cùng nhau bàn luận nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn rất nhiều điều thú vị đang đợi bạn khám phá đấy. Hãy ủng hộ Bí Quyết Thành Công mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.